Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chơi một game tên là Lastic Simulator. Đây là một game nói về một con vịt nha các bạn. Đây là một game mình chủ yếu ngắm cảnh ha. Dạ, coi con vịt ha. Music tắt mở. Nghe bơi. Đây là góc nhìn của một người ngồi trên ghế nha các bạn. Game này đơn giản chủ yếu là cho mình nghe âm thanh của biển và nhìn con vịt ha. Thì ở đây thì mình không thấy là có điều khiển con vịt được ha. Đây là bộ sưu tập những con vịt ha các bạn. Khi mình bấm vô là con vịt nó như vậy ha. Thì chủ yếu là chơi game này là mình nhìn con vịt ha bạn. Rồi coi con vịt nó trôi ha. Rồi mình ngắm biển ha, như thế này ha. Một dạng kiểu như game thư giãn giải trí ha. Thì bên góc phải phía trên có hình con vịt. Mình không biết là đầy thì như thế nào. Khi đầy thì họ cho thêm một con vịt vô hồ bơi nha các bạn. Ở đây là con vịt nó tự bơi tự trôi nha, mình không có điều khiển được vịt ha. Đó, con vịt tự bơi tự trôi ha các bạn. Chúng ta cứ chơi rồi cứ thư thả ha. Đây là giống như một bãi biển ha. Những con vịt có thể chắc làm đầy chỗ này ha. Và những con vịt này là trôi tự động nha các bạn, không thể điều khiển ha. Chỉ có thể đổi góc nhìn qua lại vô những con vịt ha. Bây giờ con vịt của mình đầy rồi thì họ vừa thả xuống một con vịt ha các bạn.
Con vịt này là vịt nặng ha. Nên con vịt này nó chìm nha các bạn. Mình cũng mới biết luôn cái vụ con vịt bằng đá nha các bạn. Khi vịt bằng đá nó nặng thì nó sẽ chìm nha. Con vịt này là dùng để nhìn dưới hồ nước nha các bạn, để mình ngắm những con vịt ở trên trôi ha. Thật ra là nếu mà có mấy cái hồ bơi như thế này thì mình cũng muốn thả mấy con này vô cho nó bơi vòng vòng cho vui, sẵn tiện nghe nhạc giải trí, nhìn xung quanh thư giãn thoải mái ha, như một kỳ nghỉ ha các bạn. Những con vịt sẽ trôi khắp mọi nơi ha. Còn con vịt đá thì mình nghĩ là do quá nặng nên nó chìm luôn rồi, nó không có di chuyển được ha. Ngoài ra thì chủ yếu là mình ngắm cảnh vào buổi chiều nha các bạn. Game này là có chế độ thời tiết, không biết có hay không, nhưng mà chế độ ngày đêm thì có vẻ là có ha. Nắng đang thay đổi theo thời gian ha. Nếu mà tương lai họ ra phiên bản như là thời tiết này nọ ha, thì cũng thú vị ha. Đây là con vịt mới xuống nha các bạn. Con vịt này là vịt rằn ri nha. Mình nghĩ lối chơi của game này là mình có thể treo máy ha, rồi đủ để số lượng vịt ra nhiều, full chế độ collection ở đây ha, thì là xong game nha các bạn. Theo như thứ tự những con vịt sưu tầm được thì mình thấy là họ sẽ thả bất kỳ con nào xuống ha, không có một thứ tự nhất định ha. Bây giờ là buổi chiều nha các bạn, dần dần chuyển sang trời tối ha. Hồ bơi được thắp sáng lên nhìn cũng khá là đẹp ha. Thực tế là có 4 con vịt nhưng mà chỉ có một con bị kẹt ở dưới không thể bơi ha. Sắp rớt con vịt tiếp theo rồi nha bạn. Ồ, như mình nói đúng ha, có chế độ thời tiết nữa vô ha, nhìn rất là hay nha các bạn. Con vịt mới xuống rồi nha các bạn. Đây là vịt trắng đen ha, nó giống như kiểu màu lạ lạ ha, giống như hình ảnh thôi miên nha các bạn.
mình có thể lăn chuột để ngắm nhìn gần những con vịt ha các bạn. Mình có thể chuyển qua con vịt ha. Và lăn chuột gần để xem vịt ha các bạn. Đây là vịt ha. Con vịt huyền thoại. Đây là con vịt giống như vịt gỗ ha các bạn. Còn con vịt đá này thì mình nghĩ là luôn luôn bị chìm nha các bạn, không bơi được, không nổi được ha. Hình như gần hết mưa thì phải. Bây giờ là qua đêm rồi. Tiếng bây giờ mình nghe là tiếng côn trùng dế màng kêu rồi. Ủa dế kêu chứ, dế đêm kêu, không phải dế màng. Mưa cũng tạnh rồi. Nãy giờ mình chưa thấy con vịt nào mà có thể trôi xuống chỗ cầu tuột nha các bạn. Ô, bị trôi nè. Đây, một con bị trôi xuống nha các bạn. Tủm. Mình nghĩ là nếu bị trôi thì cuốn ra đó và sẽ được hút lên nha. Sau đó chuyển lên hồ lớn nha các bạn. Vịt vàng cũng bị rớt xuống rồi nha. Ồ. Vịt gỗ, vịt đá. Có trôi vô đó không? Có vẻ là khó để trôi vô đó và được hút lên. Đây là vịt mới xuất hiện nha các bạn. Vịt màu đen chấm màu trắng ha. Nhìn rất lạ ha. À, thêm một vịt đã rớt xuống nha các bạn. Bây giờ là trời cận sáng nha các bạn. Đèn hồ bơi đã tắt ha. Một vịt đã rớt xuống nữa ha. Và những vịt này thì thiết kế là luôn luôn nổi nha các bạn. Nãy giờ mình thấy là bơi vòng vòng, chưa có con vịt nào mà chui vô được cái đường rãnh ở đây ha. Có vẻ là khó chui vô ha các bạn. Ơ, thêm một con vịt bằng
đá nha các bạn, rớt xuống và nó đụng con này, hai con đều ngã ha. Loại vịt này là chỉ chìm thôi nha các bạn, không có nổi ha. Một con vịt vừa được hút lên ống và thả xuống ha. Cái cửa nhà nhìn giống như cửa nhà băng đó các bạn. Có dòng vặn nữa kìa, full bằng sắt rồi. Đây vịt đốm rồi, chắc sẽ bị hút vô nha các bạn. Sắp hút vô nha, đó. Các bạn vừa thấy là vịt bị hút vô nha. Mình là mới mở khóa được có một số con trong đây thôi nha các bạn. Những con đặc biệt là ở dưới ha. Hy vọng trong tương lai là họ sẽ làm ra nhiều loại vịt hơn ha. Nhưng mà mình nghĩ đe game này là họ đã phát hành luôn rồi, bản sim bản chính thức rồi nha các bạn. Thì không biết là trong tương lai họ có làm mấy cái bản mở rộng hay không ha. Các bạn kiểu như muốn ngồi thư giãn thì các bạn có thể mở game này lên ha, nhìn vịt nó trôi ha, nghe âm thanh của môi trường nha các bạn. Cảm giác như có thể là vừa bấm điện thoại hay đọc sách gì đó thư giãn rồi nghe tiếng ha, rồi lâu ngước nhìn những con vịt nha các bạn. Mình vừa mở Steam coi thì là họ mới có một bản đồ này thôi, chưa có khu vực mới nha các bạn. Đây là vịt mới rớt xuống nha các bạn. Vịt này là giống như quả banh pizza ha, có số 8 tròn trịa màu đen ha. Mình thấy là giống như pizza ha.
Khi mà các bạn bấm chuột phải thì có thể tương tác qua lại với những con vịt ha. Bấm coi những con vịt mình thích ở đâu ha. Vịt vàng vẫn là huyền thoại ha, dù có nhiều biến thể đi chăng nữa. Các bạn có thể kéo xa ha, hoặc là gần. Một vịt nữa rớt rồi. Lần này là vịt nổi nha các bạn. Đây là con vịt mắt to dễ thương nha các bạn. Nhìn phong cách rất là hoạt hình ha. Mặt rất là mắc cười nha các bạn. Sắp có một vịt chuẩn bị được hút lên nha các bạn. Chuẩn bị chuột xuống nha các bạn. Tụm. Thêm một con rớt xuống nữa. Chơi game này mình cảm giác nó bình yên các bạn. Không đấu đá, chiến đấu ha. Chỉ có thư giãn ha. Giải trí ha. Mình chuẩn bị rớt xuống. Đây. Đây là vịt mới xuống nha các bạn. Nhìn nước là 47 ha. Rồi, tối rồi, chuẩn bị lên đèn. Vậy là một ngày nữa đã trôi qua ha. Kỳ nghỉ đã trôi qua ha các bạn. Trôi qua được 2 đêm rồi. Âm thanh về đêm ha. Đèn hồ bơi được mở lên ha. Mình nghĩ là nếu mà ở đây khu vực họ làm xung quanh như là có người ha, đường phố qua lại, rồi cảnh tàu thuyền này nọ ha,
thì game này sẽ thú vị nữa nha các bạn. Hoặc là mình ở trong một cái khuôn viên nhà nghỉ khách sạn nào đó, rồi có du khách đi ra đi vô và hồ bơi này có vịt ha, thì cũng sẽ rất thú vị ha. Nhưng mà mình nghĩ game này là indie một người thì họ sản xuất thì được như vậy thì giá cũng siêu rẻ, chơi như vậy cũng thú vị rồi ha các bạn. Ở bên nước ngoài á, những con vịt này á, là nó gắn tuổi thơ của nhiều bạn chị nhỏ ha. Một số bạn vô nhà tắm họ sợ hay khóc, thì những gia đình đó thì thường mua những con vịt này ha, để vô bồn tắm ha, để những trẻ em vui thích ha, không còn sợ nước ha, chịu tắm và nghịch nước và nghịch con vịt ha. Nãy là bầu trời là mình thấy có sao băng qua nha các bạn. Đó, mình có thể nằm trên ghế mà ngắm mặt trăng nha các bạn, rồi ngắm sao trên bầu trời ha. Nhiều khi mình ở thành phố mình ngắm toàn mây như thế này ha, nhưng mà mình nhớ ngày xưa ở dưới quê mình á, là ngắm lên á, là bầu trời rất là nhiều sao, rất là đẹp. Nghe âm thanh cũng giống như vậy ha, mà mình ở quê miền Tây á cũng nghe tiếng nước, tiếng côn trùng kêu, rồi hè thì về quê nằm trên những miếng gạch màu đỏ, tối thì ở dưới rất là mát lạnh ha, tại sông hồ nhiều mà nhìn lên ngắm sao thế này thấy yên bình lắm, rồi ngủ rồi chơi thoải mái, xa khỏi cuộc sống mệt mỏi ha, áp lực về học tập, lớn lên thì áp lực về tiền bạc. Con người lúc đó thì bận tâm với vật chất xây cuồng và cuộc đời mệt mỏi ha, quên ngắm đi những cái vẻ đẹp thiên nhiên và vẻ đẹp vốn có quanh mình ha. Có những cái đơn giản mà cũng yên bình. Nếu mà các bạn muốn thư giãn thì thay vì nuôi một hồ cá có những con cá thật, thì các bạn lo lắng về việc thay nước hay là dọn dẹp, thì các bạn có thể dùng một hồ cá kính, mua những con vịt nhỏ nổi mini, đong một lượng nước vừa đủ ha, cho nó trôi chỗ này chỗ kia cũng thú vị. Mà có hồ bơi cũng được, mua những con này ha, để trên đó cho trôi lăn cho vui. Con vịt này thì giống như là vải các bạn, chất liệu những con vịt này thì vẫn là nhựa ha, nhưng mà cái màu sắc họ làm kiểu này kiểu kia cho nhìn đa dạng con vịt ha. Đây là trời gần sáng nha các bạn, ánh sáng đang lên ha, chuyển biến một ngày mới lại bắt đầu ha. Đây, màu sắc giống con vịt vải ha. Vịt gỗ huyền thoại.
Mình nghe tiếng là có máy bay bay trên trời nha các bạn. Đó. Mình nghe tiếng máy bay mà dạng thủy phi cơ ha. Vừa bay ngang ha. Nếu mà game này có cano, tàu thuyền bay đi ngang, đi ngang thì cũng thú vị ha. Hoặc là có sóng đánh vô tàu thuyền. Đây, vịt mới vừa xuống nha các bạn. Vịt này là thì giống cục đất quá vậy. Giống cục đất nha các bạn. Giống đồ cổ ha. Nhìn giống như là cổ vật ha các bạn. Giống cấu tạo từ đất mà đắp ra ha. Tuy hình dạng như vậy thì cũng là vịt nhựa thôi, chẳng qua là lớp phủ như vậy ha. Vịt dễ thương. Âm thanh của thiên nhiên ha. Hại nhất là họ làm những con vịt chìm á. Vịt chìm không hoạt động. Mình đất vừa rớt xuống dưới nha các bạn. Nhìn mặt con vịt này mình vẫn thấy tớ tớ à. Một khi mà cuộc sống cảm thấy nặng nề quá thì các bạn có thể mở game này lên ha. Thư giãn, thoải mái trong đó, đỡ áp lực mệt mỏi ha. Sẽ ngắm thử coi mình ở đâu rớt xuống. Mình tự ở giữa không trung rớt xuống nha các bạn. Mình cứ tưởng là trên trời rớt xuống mà. Đây là vịt mới rớt xuống nha các bạn. Trời ơi, vịt này nhìn giống như ca sĩ nhạc rock nha các bạn. Màu trắng thì khá đẹp ha, nhưng mà tô mắt lên nhìn ngầu quá nha. Có hai vịt được thổi lên nha các bạn. Vịt Đức và vịt Rằn Ri ha.
Wow, để mở khóa hết thì cũng khá nhiều ha. Đây là những loại vịt mình mở khóa được nha các bạn. Hai con này là vịt chìm ha. Bây giờ mình thử bấm ra menu bên ngoài. Bây giờ bấm lay. Thì nếu mà lay á, là chơi lại từ đầu luôn nha các bạn. Không có save game hay like game ha. Rồi, video mình làm là giới thiệu cái game này tới đây thôi ha. Nghĩa là các bạn dùng cái game này có thể thư giãn và thoải mái ha. Game này đang có trên Steam ha các bạn. Video mình làm tới đây, cảm ơn các bạn đã xem video ha. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Chào các bạn.